Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 4 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 28, thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc. Chúng mình mở sách giáo khoa trang 94 để bắt đầu bài học. Tiết 1, chúng mình cùng tìm hiểu về hai đường thẳng vuông góc. Lớp 4A muốn sử dụng các que gỗ để trang trí lớp học. Sau một buổi thảo luận, dự án khung tranh kỷ niệm chính thức bắt đầu. 1. Trước tiên, để đặt được hai que gỗ vuông góc với nhau, robot hướng dẫn các bạn cách vẽ hai đường thẳng vuông góc. A. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. Ta có thể vẽ như sau. Bước 1. Đặt một cạnh góc vuông của eke trùng khít lên với đường thẳng AB. Và cạnh góc vuông thứ hai sẽ gặp điểm H. Sau khi mình đặt được đúng góc vuông của eke sẽ là đỉnh của góc vuông của eke này, sẽ trùng khít lên đỉnh H, điểm H đó. Còn đây là điểm H ở ngoài đường thẳng AB. Trường hợp 1 là điểm H nằm ở trên đường thẳng AB. Trường hợp thứ 2 là điểm H nằm ở ngoài đường thẳng AB. Thì chúng mình sẽ đặt thước eke như thế này. Một cạnh góc vuông eke trùng với đường thẳng AB. Và cạnh góc vuông thứ hai của eke sẽ gặp điểm H như thế này. Đó. Bước 2. Chúng mình vạch một đường thẳng theo cạnh của góc vuông thứ hai của eke. Đó. Thì ta được đường thẳng CD đi qua H và vuông góc với AB. Đó. Ta kẻ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đoạn thẳng AB. Vậy là ta đã kẻ được theo đúng yêu cầu. Đó là đoạn thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với cạnh AB. Ta dùng góc vuông của eke để ta thực hiện rất là dễ, đúng không? B. Vẽ đường thẳng HK đi qua điểm M và vuông góc với CD. Vuông góc với CD đi qua điểm M. Vuông góc với CD đi qua điểm M. Và cái đoạn thẳng đó đặt tên là HK. Chúng mình dễ dàng thực hiện được. Chúng mình cũng làm như ở phần trên. Đặt góc vuông của eke trùng khít với đường thẳng CD. Và cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm M. Sau đó chúng ta nối dùng thước kẻ để được đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng CD và đi qua điểm M. Ta đặt tên là KH. Đó. Ta làm tương tự như vậy, ta được đoạn thẳng KH đi qua điểm M và vuông góc với đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng KH đi qua điểm M và vuông góc với đoạn thẳng CD. Đó. Trường hợp thứ nhất là điểm H nằm ở điểm M nằm ở trên đoạn thẳng CD. Điểm M nằm trên đoạn thẳng CD, còn đây là điểm M nằm ở ngoài đoạn thẳng CD. Chúng mình thực hành vẽ vào nháp. Bài 2, phần A, sử dụng hình ảnh vừa vẽ và một số dụng cụ que gỗ, keo dán, dây để tạo khung tranh đơn giản. Bước 1, đặt một que gỗ dọc theo đường thẳng HK. HK đây. Đó. Bước 2, đặt một que gỗ khác dọc theo đường thẳng CD và dùng keo dán hai que gỗ đó lại với nhau. Dán lại. Bước 3, tạo thêm hai que gỗ vuông góc với nhau. Đó. Tương tự như vậy.
Bước 4. Đặt rồi dán các que gỗ để nhận được khung tranh như hình dưới đây. Rồi dùng dây để buộc thêm cho chắc chắn. Ta được khung tranh. Đó, rất là đẹp. Vậy với cái khung tranh như thế này, chúng ta có thể thắt nơ ở các góc này nữa cho đẹp, đúng không? Chúng ta treo tranh ảnh của chúng mình lên, rất là đẹp. Đó. Với cách làm như vậy, chúng mình hãy cùng sáng tạo và trang trí cho những khung tranh của chúng mình. Đó, chúng ta có thể cắt dán thêm hoặc là vẽ thêm, trang trí thêm như thế này để được những khung tranh rất là sáng tạo và rất là đẹp. Rồi chúng mình treo ở phòng học, phòng ngủ của chúng mình hoặc phòng khách, vân vân. Chúng mình trang trí cho phòng của mình đẹp. Chúng ta cùng nhau sáng tạo. Tiết 2. Hoạt động nối tiếp nối dự án khung tranh kỷ niệm. Cả lớp cùng nhau lên ý tưởng cho một dự án khác có tên xưởng làm diều. Một, trước tiên robot cùng các bạn vẽ một số cặp đường thẳng vuông góc để ôn tập kiến thức đã học và đặt các thanh tre là xương diều vuông góc với nhau. Chúng mình vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với cạnh AB. Điểm H nằm ở ngoài đoạn thẳng AB. Phần B, chúng mình cũng vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với AB. Chúng mình dùng eke để chúng mình thực hành nào. Đó, sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ được hình ảnh như thế này. Đường thẳng CD đi qua điểm H vuông góc AB. Đường thẳng CD đi qua điểm H vuông góc với AB. Vuông góc với đường thẳng AB. Chúng mình thực hành vẽ vào vở ô ly. 2. Sau đó robot hướng dẫn các bạn vẽ bản thiết kế con diều trên giấy báo. Trước khi vẽ, robot lưu ý rằng mỗi bạn có thể tự điều chỉnh kích thước tùy theo kích thước của tờ giấy. Bước 1, vẽ đoạn thẳng AB dài 20 cm. Vẽ trung điểm H là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. Bước 2, vẽ đoạn thẳng CD đi qua điểm H vuông góc với đoạn thẳng AB và độ dài của HC dài 6 cm. Độ dài của HC là phần trên này dài 6 cm. Đoạn dài của đoạn thẳng HD là đoạn dưới 18 cm. Vậy tổng cộng đoạn thẳng CD sẽ là 24 cm. Bước 3, nối điểm A với C, nối C với B, nối B với D và nối D với A. Ta có các đoạn thẳng AC, CB, BD và DA. Bây giờ sang bài 3, chúng mình và phần hấp dẫn nhất của dự án là robot hướng dẫn các bạn làm diều từ những vật liệu đã chuẩn bị sẵn. Hai thanh tre dài ngắn khác nhau. Đó. Một tờ giấy báo, một cuộn dây và keo dán. Bước 1, đặt hai thanh tre vuông góc và buộc hai thanh tre với nhau. Đó, chúng mình nhìn hình ảnh. Bước 2, đặt hai thanh tre đó lên giấy báo, vẽ đường nối các đầu của thanh tre trên giấy. Chúng mình nhìn hình ảnh minh họa này. Đó. Bước 3, vẽ thêm đường nét đứt như hình vẽ. Đó. Và cắt theo đường nét đứt. Bước 4, gập viền tờ giấy theo các đoạn thẳng ở bước 2 rồi dán mép tờ giấy. Chúng ta được khung và được con diều, đúng không? Bây giờ bước tiếp theo chúng mình, bước 5, buộc một đầu của cuộn dây với con diều. Bước 6, làm thêm đuôi diều và trang trí cho con diều. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được con diều để chúng mình chơi thả diều.
Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo. Còn rất nhiều video đặc biệt, chỉ những ai đã đăng ký kênh thì mới xem được. Xin chào và hẹn gặp lại!